hallway past this room. Okay. Take him out quick. Đánh ra em. Em này chắn đường à? Để anh. What the fuck? Gì chửi bậy đấy em? Nó đít mẹ. Xin chào anh em, xin mời anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ. Nay thì mời anh em quay trở lại với Cyberpunk 2017. Tập trước tôi đi tìm em Evelyn Parker thì đến gặp một cái thằng bác sĩ nó khá là bệnh hoạn. Sau đấy là biết thông tin là em Evelyn Parker đã bị hai cái thằng nào đấy nó đưa đi đến một cái cửa hàng sách ở cái hẻm Zig Zig. Thì bây giờ là tôi sẽ phải theo dấu đến đấy. Nhưng mà trước khi làm nhiệm vụ đấy thì tôi sẽ làm các nhiệm vụ phụ tiếp. Thế là quên mẹ đang nói gì. À, một số cái bao ti ở trên bản đồ ấy. Ý kiến à? Rồi, khởi động tí. Uống hâm nước á. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như là mình hơi khát máu. Ôi, em nào này? À, Judy. Judy ơi. Ra tỏ vẻ cool ngầu trước mặt Judy nhá. Sao? Thấy anh cool ngầu không em? Dằm ba cái thằng gangster. Ơ? Đây, cửa hàng sex shop nó ở ngay đây này. Thế tôi làm luôn cái nhiệm vụ này anh em ạ. Vãi đái thể loại. Anh em nhìn này. Đủ các cái loại cỡ luôn. Ngoại cỡ rồi. Uầy, ở dưới là cái gì đây? Cái lỗ à? Uầy, cái này là cái gì đây? Cái này là tôi thấy quen lắm nhá. Nhưng mà mình làm gì ở đây? À, gặp thằng cha này. Thằng này nó bảo nó không có cái loại hàng, cái loại hàng hardcore anh em ạ. Nhưng mà nó biết một thằng, nó chỉ cho tôi địa chỉ của thằng đấy. Nó cũng còn rất là nhiều. Không sợ. Uầy, sao thằng này nhìn tử tế mà lại là thanh niên bán sex toy à? Ôi, nhìn lịch sự này. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Tôi không thể không cẩn thận được. Anh muốn gì? Tôi muốn mẹ loại tốt nhất. Trong tốt nhất. Khoan, tôi phải mua cái loại quái gì ở đây vậy? À đây, đây. XBD anh em ạ. XBD Deep Fried Dead Hurt Mode. You could do so. Pleasure doing biz with you. Rồi bây giờ đi gặp em Judy. Chắc là mang cái Brenda này về. Brenda này có khả năng là nó đã lấy dữ liệu. No! Lấy dữ liệu từ em Judy vào ấy. Xinh quá. Em ơi, nói đi phải há mồm mà chứ. Ready when you are. Ơ? Want you to describe what you see. Might catch something I'd miss. Giải quyết luôn ở trong xe à? Hấp à? Hấp diêm à? Mặn đấy, mặn đấy. Bạo râm anh em ạ. Một em gái mặc như kiểu là điệp viên hay gì đấy bị bọn này nó bắt được. Đây là nam hay nữ vậy? Ở đây là đàn ông mà. Một em gái mặc như kiểu là điệp viên hay gì đấy. No time to lose. We gotta go there. Definitely. Lỗi rồi này, mồm em Judy không nói được rồi này. Ok. Đấy, bây giờ mồm em mới nói này.
Nó có hai lựa chọn, một là mình tự đi đến đấy hẹn em này ở đấy sau, hai là mình đi cùng em ấy. Đi cùng để tăng tình cảm tí anh em ạ. Anh sẽ vào. Chờ đây anh em nhé. Tôi có thể là short circle được bọn này, nhưng mà tôi thấy là hình như ở đầu này là nó có đường vào đây này. Anh em nhìn chưa? Nó có một cái đường vào này. Tôi không nhảy lên được. Đây. Gì đây, gì đây? Sao nó phát hiện được ra mình nhỉ? Sao lại phát hiện được ra tôi? Cũng nhẹ nhàng mà. I'm here. Got no time to creep around. Đâu nhỉ? Help! Please, help! Mẹ sao? Sao tôi bị chảy máu kinh thế nhỉ? À bị thiêu kinh nhỉ? Nó cứ overheat mình liên tục ạ. Được, hình như tại camera này. Got him. À đây. Còn thanh niên trên này nữa. Trong đây còn đứa nào không? Thì trong đây vẫn còn rất là nhiều. Từ tôi nghĩ là mình lên đây mình giết chết thằng như này đã. Cái gì vậy? Đâu nó bắn tôi vậy? Vẫn còn. Ui mẹ. Đông vậy. Hình như nó bị cháy thì sao? Hết chưa? Hết rồi đấy. Tôi đoán là phải xuống, phải tìm đường để xuống dưới tầng dưới rồi. Đây. Found a way down. You see my position? Yep, be there in a sec. Wait for me. Bây giờ đứng đây đợi em Judy. I'm here. We need to get to level minus two. Đó. Ô, sao em xuất hiện từ bao giờ đấy em? Cẩn thận nhá. Trong ấy nó còn đông người lắm. Mà như này sao mình không tác được nhỉ? Đây là chỗ nào mà lại có người chết máu me be bét này? Xong em kia còn trần chuồng kia. Phòng này. Uầy. Đây có phải Judy không? No! Đây có phải Judy không? No! Tôi phát hiện ra là có một cái phòng mà có một em gái nhá.
достаточно, и ноги повыдергаю. Тогда не убежишь. Tốn đạn quá. In the hallway past this room. Okay. Take him out quick. Đánh ra em. Em này chắn đường à? Để anh. What the fuck? Gì chửi bậy đấy em? Ôi đít mẹ. Ui, mẹ, cái đầu này nó còn làm cho nhọn nhọn này anh em nhìn không? Nhọn này. XXX ạ. Rồi đi rồi. Anh bảo kê cho. Em phá máy chúng nó đi. Cái gì đây em? Chữ này chữ gì đây? Come from the gì kia? SE kia có phải là sách không? Biết. Thế này anh em nhìn có chữ SE đúng không? Come from the sách. Tới từ tình dục. Oh my god. Wow. Bây giờ là tôi đi tìm Evelyn thôi. Em này em đứng ở đây em làm gì cả em ấy. Nếu mà tôi thích đau. Game có cả thằng nói tiếng Nhật, có cả thằng nói tiếng Nga anh em ạ. Qua đây em ơi. Chết cha mày đi. Sao thế đạn này? Đấy. Chết hết chưa? Vẫn bị overheat là tức là vẫn có thằng nó. Máu cứ rút như tụt quần. Tạ. Đây là cái chỗ này là cái chỗ mà có xác chết đây này. Đây có cái gì ở đây mà sao tôi không soi được nhỉ? Có ở dưới nó có cái dưới cái xác này bị cụt tay này. Ôi mẹ cái xác này thì cái xác này chính là cái xác của cái thằng ấy đây đúng không? Cái thằng mà bị nó bị nó giết ở trong cái đoạn băng ấy đúng không? Ui, sao lại có cả em gái bị nó chết xong nó vứt xác ở đây này. Bọn này là cái bọn có vẻ khá là sát nhân. Evelyn ở đâu nhỉ? Trong phòng này à? Đúng rồi, có một căn phòng mà có một em gái nằm ngất ở cạnh giường. Đây rồi, đây này, đây này. That's Evelyn. Just don't touch her. If she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her link. Grab it and tell me when you're gonna use it. Sau đùi toàn máu me be bét này. Để tôi thử kết nối vào xem như nào. Alright, let's do this. Ủa nó đấm khổ thân rồi ơi, em gái của tôi. Ready? Now. Thank God. Thế rồi bên nhà hàng xóm nó lại bắt đầu đục đục con khoan này, chán thật. Mình có thể hỏi ngay thông tin thật nhưng mà thôi, tôi nghĩ là có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Thực sự thì tôi không rõ. Chúng ta có thể di chuyển cô ấy không? No brain hemorrhages,
có ảnh hưởng gì não cô ấy không? Có thể là ảnh hưởng đến cuộc sống cô ấy không? Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Rồi thôi đưa em đi chứ bây giờ em này đang như này tự nhiên lại hỏi nhà đâu. Ui ui dồi, xinh quá. Ui dồi. Rung rung kìa. Cái tròi nó làm physics của tất cả những cái khác thì kém, nhưng mà riêng physics của quả ngực gái thì cứ gọi là bố đời. Đi thì rung rung kìa, anh em nhìn kìa. Thôi rồi, tôi đưa em ấy đến chỗ an toàn đã. Tua nhanh luôn mà. Cái gì đây? Một cái huy hiệu hình như kiểu là đầu con thỏ nhưng mà lại nằm ở trong cái trái tim anh em ạ. Xong rồi có 3 sao. Won't hurt those rosy lungs of smoking's for posers and it stinks too. Say whatever the fuck you want, but just light up. No. Thằng này đòi hút thuốc nhưng mình ở không, anh đéo hút. Ngoài đời tôi cũng không hút thuốc nên tôi cũng không cho thanh niên này hút thuốc luôn. She's sleeping. Cô ấy đang ngủ. At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking anymore. Cuối cùng thì cô cũng đã nằm im và không run rẩy nữa. Đáng ra à, có lẽ là tôi đã giết cô ấy rồi. Nếu như mà tôi không cảm thấy quá tệ cho cô ấy. I need to talk to her. Tôi cần nói chuyện với cô ấy. I know you've got some serious questions that she's got the answers. Tôi biết là anh có những câu hỏi rất là quan trọng. But it's just not gonna happen. She's completely out of it. Nhưng mà nó không xảy ra đâu, cô ấy ngất rồi. How's she feeling? Cô ấy cảm thấy thế nào? Use your imagination. Hãy tự anh tưởng tượng đi. That place sucked every last drop of humanity from her. Cái nơi chó chết ấy đã lấy ra tất cả những gì thuộc về con người từ cô ấy. Nhưng thực ra cũng vì cái em Evelyn đấy ấy, mà mình rơi vào cái tình cảnh bây giờ phải chung sống với thằng John ở trong cùng một cơ thể đấy. Con này nó bảo nó sẽ cho mình biết tại sao, nó sẽ cho mình xem cái giả lập. Cô đã xem chúng rồi à? Ok. Cho tôi xem nào. Guess we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. I'll be the. Hey. Này. How you feeling? Em cảm thế nào? Anything? Em cảm thấy thế nào? Có cần I'm gì not không? Here to nag. Just talk. Anh chỉ nói chuyện thôi. Listen, Evelyn. Nghe này, Evelyn. I really need your help. Anh thực sự cần em giúp, rất là quan trọng. Do it soon. I'll die. Nếu như anh không làm gì thì sớm thôi anh sẽ chết. Để cho em ấy nghỉ ngơi vậy. Nếu mà tôi động vào em ấy thì sao? Để tôi thử động vào em ấy xem nào. Tôi sẽ không ép gì cả nhưng mà tôi chỉ chạm vào thôi. Run rẩy lắm. Well now, look at you. Thanh niên Johnny bảo hãy nhìn cậu kìa, sợ đi. Kệ đi, cho em nghỉ ngơi đi. Đi gặp Judy vậy. Have a seat. All right. Roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Dữ liệu này nó ở trong cái trạng thái có những bộ phận không thể nào mà chỉnh sửa được. Chất lượng có vẻ là khá là tệ. Nhưng mà em này em sẽ cố gắng. Every single piece of tech I see, security. We need a layout of the whole room. We will get everything else we need from the virtue. Sao con này trông gì giống con T-Bag ấy nhỉ? Only if you can do it and be parfait, Bori. Parfait bien. It's most important that he suspect nothing. Try to be your usual. Relax. Take a look around if you want. Can't see your face. Tôi thấy con này nó rất là giống con T-Bag nhá.
Chẳng lẽ con này chơi trò hai mang anh em? That or someone's working it for her. Con T-Bag chơi trò hai mang à? Đây là em Evelyn này. Gender con này là female rồi. Mà nhìn cái kiểu tóc ngắn ngắn. À đâu, không phải T-Bag anh em ạ. T-Bag thì nó không có tóc, nhưng con này rõ ràng vẫn còn tóc này. T-Bag đầu nó chọc cơ. Ngồi ở một cái nơi nào đấy như kiểu một cái sảnh đợi ấy. Và trên đây có rất nhiều những cái như kiểu màn hình này. Hình như là con này nó vừa bảo là hãy đừng để cho anh ta nghi ngờ, hãy cư xử giống như bình thường. Mà con T-Bag ấy, nó là cái con mà chắc chắn là nó đã lên kế hoạch cho mình. Hay là nó làm việc với lại cái thằng con trai của cái lão chủ tịch tập đoàn kia, và tất cả nó dàn dựng lên để cho mình thành cái kẻ đứng mũi chịu sào. Nó đưa mình vào đấy đúng cái lúc nó tìm cách là nó đưa cái cả cái ông bố kia vào để cho thằng con nó giết, xong rồi mình sẽ thành kẻ bị nghi ngờ phạm tội nhỉ. Em này là làm việc cho một cái tổ chức nào hay là một cái bọn nào đấy anh em ạ? Có một người phụ nữ đã thuê cô ấy. Bây giờ tôi biết là tại sao mà bọn chúng định khử cô ấy rồi. Evelyn đã không nói với chúng ta tất cả sự thật. Tôi đang ngắm các cái hình xăm của em ấy, chứ không phải là ngắm vào những cái chỗ linh tinh đâu anh em ạ. Ở đây có một cái xe cứu hỏa này. Đây là Spider-Man này. Đây là cá voi này, đầu lâu này. Và đây là con bạch tuộc. Sao có cái gì liên quan đến Silverhand ấy nhỉ? Okay, Judy, we're good. All right, disconnecting. Mà em Judy này, em nghe cái thông tin này ở đâu không biết. I don't get it. What's this have to do with Johnny Silverhand? He died like bọn chúng muốn gì với Johnny Silverhand? Ông ta chết đến cả 50 năm rồi. Có lẽ là anh có ý tưởng gì. Ông ta đã được gắn vào trong cái biochip. Got Silverhand's engram burned on. Trong cái con chip mà chúng tôi ăn trộm. Engram? Engram. Digitized psyche. Một cái loại điện tử gì đấy. Sao? Hít sáo gì em? You give me a minute. No, anh có biết cách tìm ra những cái người đấy không? Any idea how we find them? Fuck V. I've been dead the last half century. Tôi đã chết cả nửa thế kỷ rồi. Lỗi nếu mà tôi không thể nào trả lời câu hỏi của cậu. You're a good person. Thế yêu anh chưa? Khen anh tốt đã yêu anh chưa? À, nhưng mà con gái thường yêu mấy thanh niên kiểu hư hỏng cơ. Chứ còn người tốt thì nó lại không thích. À, bây giờ là gọi Mr. Hand gì đấy. Nhưng mà từ bây giờ đi làm nhiệm vụ phụ đã anh em ạ. Làm nhiệm vụ chính quá nhiều rồi. Giờ đi làm nhiệm vụ phụ phát. Mấy thanh niên này xong ngồi dưới mưa khóc thút thít thế này. Thất tình à? Cái thời này dân ở cái thành phố này cũng khá là thích xăm mình. Tôi thấy các em gái đa số đều xăm mình. Hey. Em nào đây? Claire Russell, hình như em này là em ở quán rượu à? Forgot to close my tab. Em này anh xinh đấy. As the merc who's reliable, gets things done. And since I need help. Claire này tên là Claire Russell. Need a driver for street races. Drop by my auto shop, I'll tell you more. Em này em ấy muốn hẹn mình để tham gia một cái giải đua xe gì đấy. Claire Redfield. Từ xem nào. Tôi làm cái nhiệm vụ này đã. Em Claire kia phải chờ rồi. Gái xinh thì cũng không chạy đâu mất được đâu mà sợ. Đây là chỗ của bọn băng đảng này. Mình phải đi tìm Anna Hamil Imato cái gì đây này. Anh cùng với bọn Andy Carlos à? Ai hỏi thế? Tôi là backer. À, thằng này cũng ở trong băng đảng Nomad này. Nếu mình là người của Nomad, mình có thể dùng cái đấy để hỏi thông tin của nó dễ hơn. Tôi tìm quý bà này, anh biết bà hay không?
Sure do. À, tôi hiểu rồi à. Tất nhiên là tôi biết rồi. She's got a room in this here motel. Bà ta có cái phòng ở trong cái nhà trọ này. Thanks. Tuyệt vời. Don't mention. Cảm ơn. Lại cái kiểu đéo thế nào mà vào được vì không đủ kỹ năng. Giờ không, tôi không đủ kỹ năng thì làm sao làm được cái quest này? Tôi bắt đầu ghét cái game này rồi đấy. Mẹ mình mất tiền ngu à? Có cách nào để thuyết phục cái bà này không? Do I know you? Well. Liệu là mình ở đây mình ra phía ngoài này mình có đây nó có đường để lên đây này. Đây, nhảy qua cửa sổ được anh em ạ. Chắc là mình phải chọn là đến để cảnh báo thì nó sẽ không tấn công mình. Not another step. Drop your weapons. Who called the hit? Give me a name. Anna, drop this investigation. It's in your best interest. That a threat? I'd remind you, you're the one in the fucking crosshairs. Tôi chỉ muốn giúp bà thôi. I just want to help. Help? Giúp bà. Phonic implant must be fried. I think you men intimidate. Just to end your investigation. Really pissed off the wrong people. Which people? Đang... Tell me what fucking people? Your buddies at the NCPD set you up. Fucking. Bà này là cảnh bị bọn đồng nghiệp nó gài. Motherfuckers. Let it go. It's not worth it. Nó gài cho một cái nhiệm vụ gì đấy mà có thể nguy hiểm đến tính mạng ấy. I'm not letting scumbags get me killed. Fuck them. Fuck this job. Fuck this city. So Anna, what's next for you? Tiếp theo bà sẽ làm gì? We choose all of a sudden? The hell do you care? Anh quan tâm cái đếch gì? Tôi đã bỏ cái vụ này như anh muốn rồi. Biến đi, thằng lính anh thuê. Giờ tôi lại phải đi có tí việc rồi. Chắc là dừng video tại đây đã. Ok, tạm biệt anh em nhé.